À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo một bức ảnh low poly. Với cái định nghĩa low poly ấy, thì các bạn có thể tương tự làm sao ta? Sao cho các bạn giới thiệu ta? À, trong cái dựng đồ họa 3D á, như các bạn có thể biết trong AI á, thì thường người ta sử dụng những cái đa giác, những cái điểm nối với nhau và sau đó tạo nên cái bộ khung, và từ cái khung đó người ta ép chất liệu các thứ vào để tạo thành ảnh 3D. Thì càng nhiều những cái tứ giác như thế này, càng nhiều những cái đa giác ấy, thì cái độ nổi khối nó càng bóng bẩy hơn và nó tròn hơn và tạo dáng 3D. Nhưng mà đối với nhiều cái trường hợp á, người ta không, những cái máy yếu chẳng hạn, người ta không có muốn để 3D, người ta để nguyên cái chế độ low poly, nghĩa là người ta nhìn thấy được những cái khối như thế này. Trước đây cái trào lưu 3D á, nó còn thịnh hành á, thì thường người ta không có làm, người ta không nghĩ tới cái này. Nhưng mà sau đấy á, khi mà cái trào lưu flat design nó thiết kế phẳng á, nó thịnh hành hơn, thì người ta chú ý tới cái low poly này nhiều hơn. Và cái thuận lợi của cái low poly này á, ngoài cái việc tạo hình nhìn nó tương đối lạ mắt, thì khi mà chúng ta áp dụng vào trong thiết kế poster, banner các thứ để cho in ấn á, thì cái này đặc biệt tỏ ra hữu dụng. Bởi vì nó chỉ có một mảng màu, ví dụ ở mỗi một cái khung như thế này, nó chỉ có một mảng màu và nó rất thuận lợi cho cái việc in ấn, nó hạn chế cái việc sai sắc độ các thứ. Thì đơn giản là để giới thiệu về cái này như vậy, cái low poly hoặc là polygon, có nhiều người gọi là polygon hoặc low poly gì đó. Thì ở đây là ảnh trước và sau khi tạo xong cái hiệu ứng này, và như các bạn có thể thấy là cái bức hình đầu tiên mà mình làm và nhìn nó chả đâu vào đâu cả. Đối với những người mà người ta biết về thiết kế 3D, người ta nhìn vô là chắc chắn người ta sẽ cười mình, bởi vì nó không có cái độ nổi khối, ý là nó không có cái thể hiện hết được cái độ nổi khối nó chính xác, mà nó tương đối sai, bởi vì một số phần ở đây mình đổ màu bậy chứ mình không có làm đúng. Mà sau đây mình sẽ, sau khi đã làm một vài tấm rồi thì mình có được một chút ít kinh nghiệm, và mình hy vọng là khi mình hướng dẫn thì các bạn có thể tự làm được. Ok ha. Đầu tiên là các bạn cần phải có một cái hình nó tương đối rõ nét, và không cần phải rõ nét lắm, hình Facebook được, nhưng mà ít nhất là các bạn phải nhìn thấy được cái độ chênh lệch về độ sáng tối, về contrast á, về cái gì rồi, về độ tương phản á, thì mình sẽ nhìn thấy rõ những cái mảng màu, độ nổi khối như thế nào. Và trong cái lúc bước mà mình làm á, thì nó sẽ tương đối dễ hơn. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem thử ở những cái low poly theo chính xác á, thì đa phần là những cái tam giác. Lúc đầu mình làm sai nè, đây có nhìn có cái một số cái hình nó không phải là tam giác và nó cũng không có điểm nối lại với nhau, nhưng như vậy là sai ha. Đúng là nó phải như vậy nè, nó có cái kiểu mà những cái cạnh mà nó chạm nhau á, thì nó đúng hơn. Rồi, ok. Đầu tiên á, bạn có một cái hình như vậy ha. Tốt nhất là nếu như để làm nhanh gọn hơn, các bạn có thể tìm những cái bức ảnh mà có thể nó đối xứng với nhau hai bên. Tức là sau này các bạn chỉ cần làm một bên thôi, và chúng ta nhân đôi cái lớp lên, lật ngược lại, đưa sang bên kia, là chúng ta sẽ có một cái bức hình. Còn không á, các bạn siêng hơn chút xíu á, thì có thể sử dụng những cái hình không có đối lập nhau như thế này, không có đối xứng với nhau á, thì buộc chúng ta phải làm từ đầu tới cuối, không có lật hay là dùng cái mẹo gì làm nhanh cả. Xin nói trước là cái hiệu ứng này chúng ta sẽ phải làm một cách rất là chi li, nếu như mình muốn cho nó đẹp và nổi khối thì nó rất là tốn thời gian. Rồi, đầu tiên á, nếu như máy của các bạn chỉ hiện như thế này, không có cái thanh thước kẻ, các bạn sẽ bấm Ctrl R, nó sẽ xuất hiện ha, hoặc là bấm View này, Rule này, và sau đó bấm vào Snap ha, View, và nhớ là để cái Snap này nó mở này, và sau đấy các bạn chọn Show, chọn Grid, hoặc là bấm Control, rồi dấu gạch lên như thế này, bên cạnh phím Enter á, đó, thì nó sẽ ra hiện ra cái Grid như thế này. Mặc định ở trong cái Preference của Photoshop thì có nhiều máy nó đang set ở những cái chế độ khác, có thể là lớn hơn hay là sao đó, nó không có, thì
đây là những cái lưới mà chúng ta sẽ làm những cái tam giác này nó sẽ dễ hơn, cho nên là mình sẽ phải căn. Ví dụ như ở đây mình thường sử dụng là pixel và mình sẽ đẩy nó lên, mình sẽ căn cái subdivision này, cái những cái chia đại khái là những cái chia ở trong những cái ô nhỏ hơn này á, nó chia những ô nhỏ hơn thì mình để một thôi để không cần phải chia, và mình chỉ cần những cái lưới ở phía ngoài này thôi. Và mình sẽ căn căn làm sao ở cái vùng mắt á, đối với những ảnh chân dung á, vùng mắt thì mình thường để cỡ bốn cái ô nhỏ ở trong cái tròng mắt. Ok, là nhiều hơn rồi. Ở trong cái phiên bản cho Windows thì như là cái reference này nó nằm ở bên edit ha, edit reference, và chọn guide grid and slide này. Hai cái khung này các bạn sẽ chỉnh lại cho nó phù hợp với cái bức hình của các bạn, vì mỗi bức hình nó có một cái độ pixel khác nhau, cho nên là tùy độ lớn nhỏ các bạn tự chỉnh sửa lại cho nó phù hợp ha. Rồi, từ đây là có một cái khung. Sau đó các bạn bấm Ctrl J ha, để nhân đôi cái background của các bạn. Sau đó các bạn sẽ sử dụng công cụ Polygonal Laser Tool. Và bắt đầu chúng ta sẽ vẽ những cái hình tam giác, có thể lớn hoặc nhỏ tùy các bạn. Ví dụ như ở đây mình vẽ đầu tiên vẽ một cái tam giác này trước ha. Và sau đó để mà tô màu lên á thì có nhiều cách, nhưng mà cái cách đơn giản nhất và đó là mình sẽ phải tin tưởng vào Photoshop. Trong cái filter blur này nó có average. Cái average này thì nó sẽ tự động, nó sẽ tìm cái lớp màu trung bình, tức là nó đo hết những cái màu trong cái vùng mà mình kẻ ô này, nó đo và đưa ra cái màu trung bình trong cái vùng đó, và nó sẽ đưa ra kết quả. Và tiếp tục vẽ những cái đường khác. Sau khi đã làm lần đầu rồi á thì nó sẽ cho chúng ta cái phím tắt là Ctrl F, và chúng ta chỉ việc bấm cái đó tự động nó sẽ áp cái average này vào, hay ha, các bạn có thể thấy ha. Rồi ta cứ liên tục vẽ những cái ô, cứ liên tục vẽ như vậy. Và như mình đã nói rồi, ở cái phong cách này nó tốn rất là nhiều thời gian và đòi hỏi chúng ta phải tỉ mỉ làm từng phần một, và nó sẽ cho chúng ta kết quả tốt hơn để chúng ta có cái sự tỉ mỉ. Rồi, chúng ta cứ vậy nương theo cái hình gốc mà chúng ta đưa theo những cái đường này ha. Cứ vậy đưa theo. Nhớ là sẽ đưa những cái đầu mút này nó chạm vào nhau ha. Đó, rồi Ctrl F này. Đó, cứ vẽ xong rồi bấm Ctrl F. Chọn xong bấm Ctrl F. Cái này đòi hỏi các bạn làm nhiều lần thì các bạn sẽ tự rút ra được cái kinh nghiệm làm sao nội khối nó chính xác hơn. Nhưng mà cái kinh nghiệm của mình á thì đa phần ta cứ làm theo cái đường line có sẵn của cái hình á thì mình sẽ cho một kết quả tương đối ổn và có thể chấp nhận được. Cứ vậy đi theo. Cứ như vậy là chúng ta sẽ xong được trong mắt ha. Các bạn có thể bấm Ctrl này và cái phím dấu nối ở trên á. Một cái nhỏ nhỏ là khi chúng ta làm trong mắt á, khi làm xong rồi các bạn có thể vẽ thêm một cái nhỏ nhỏ ở phần giữa này chẳng hạn, và tô màu trắng hoặc màu bạc lên đấy. Và cái điểm này người ta sẽ biết được ở đây là con người á. Nó tương tự như vậy đối với những cái vùng khác, ví dụ như là vùng mũi chẳng hạn. Cái giả sử là đây mình làm xong rồi ha. Nó sẽ kéo xuống.
có thể làm độ lớn nhỏ như thế nào đấy tùy bạn, nhưng mà nói rồi, cứ làm nhiều lần lên tự động là có những cái kinh nghiệm rút ra cho bản thân thôi. Cứ liên tục vậy. Hồi đầu mình làm cái tấm, làm cái bức hình này nhưng nó tốn khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ nha. Cứ vậy ngồi làm. Đó, tương tự như vậy cứ làm. Các bạn đừng có sợ khi mà mình làm lần đầu á, nhìn nó không có liên kết với nhau, nhưng mà cứ từ từ làm. Ví dụ như là ở những cái vùng má như thế này chẳng hạn, các bạn có thể làm những cái hình tam giác nó lớn hơn. Còn là những vùng lấy chi tiết như thế này, chi tiết nhỏ 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 nhỏ, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hình chữ nhật bé hơn. Và sau khi làm xong rồi á, làm xong ở đây chẳng hạn, sau khi là mình đã xong, ví dụ như là ở những cái vùng mũi là mình cho nó nhỏ hơn này, ở vùng má mình cho nó lớn hơn tí xíu này, ở cái vùng này mình làm nó lên cái độ nội khối chưa có đúng, nhìn nó hơi kỳ. Chỉ có phần áo này là làm tương đối tốt hơn vì mình làm nó sau cùng mà. Rồi, sau khi đã làm xong cái những cái ô vuông này á, các bạn có thể bấm level, chọn một lớp level ha, và tăng contrast lên để mà cho nó tạo cái chiều sâu, và mình có thể nhìn thấy được là cái độ nổi khối nó tương đối nó rõ nét hơn, và có thể thay đổi màu sắc chút xíu cho nó lạ đi. Vậy là tương đối xong một cái bức hình low poly. Các bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng này cho ảnh động vật hay là ảnh người, hoặc là đặc biệt có thể dùng làm avatar hoặc là cho những cái poster banner. Vậy là xong ha. Có thắc mắc gì bạn có thể hỏi mình ở phía dưới, comment phía dưới này. Các bạn vui lòng vào fanpage của mình ha, thì dễ trao đổi hơn. Rồi, vui lòng bấm like và share cái fanpage giúp mình nhé, kể cả cái clip này nữa. Rồi, cảm ơn các bạn.